Tận Thế và Hội Long Hoa, chương thứ 5, Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Huỳnh Giáo Chủ giảng về tiếng sấm nổ. Trồng bao nhiêu tai trời ách nước mà người đời phải chịu trong thời kỳ hạ ngương này, tuy vô cùng khốn khổ, nhân loại điêu linh, nhưng chưa khủng khiếp bằng tiếng sấm nổ, báo hiệu thời kỳ chuyển biến bước qua cõi đời thượng ngương. Tiếng sấm nổ sẽ gây ra nhiều hiện tượng như sự thay đổi địa hình, người đời đê mê bất tỉnh, các vị Phật tiên thừa vân lai thế công đồng thưởng phạt, lập lên đời thượng ngương. Về tiếng sấm nổ, ông Sư Vải Bán Khoai có viết: thương thay trần hạ hết tình, sấm trời sao lại thình lình nổ ra, chừng ấy mới thấy quỷ ma, ai lành ai dữ ai là Phật tiên. Còn ông Ba Thới thì viết: chừng nào nghe một tiếng âm thanh, lạ quê lạ kiển bình minh lạ người, lạ non núi lạ dạng nói cười, mặt mày lơ láo như người cuồng phu. Đều cho biết những hiện tượng vừa kể trong khi sấm nổ. Về sấm nổ, Đức Huỳnh Giáo Chủ giải rất dài, vì đây là một hiện tượng quan trọng. Trước hết, tiếng sấm nổ ấy làm bộc lộ kiển tiên. Vang vầy sấm nổ chuyển luân, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Sau nữa, tiếng sấm nổ làm lộ bản vàng, các nước vì tham báo kéo qua rây chiến tranh thảm khốc. Sấm vang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp chàng đến thi. Chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi. Tại đâu các nước kéo qua tranh báo, và báo ấy ở đâu? Về vấn đề này, ông Sư Vải Bán Khoai có viết: chừng nào bảy núi thành vàng, thời là mới đặng thanh nhàn tấm thân. Hay là chừng nào núi cấm hóa lầu, thời là bá tánh đâu đâu thái bình. Còn ông Ba Thới thì cho biết: vận nghèo ai chẳng phi ơn, của trời Phật để thất sơn thiếu gì. Đức Huỳnh Giáo Chủ thì ngài không ngớt nhắc đi nhắc lại: trên bảy núi còn nhiều báo lạ, gán tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Ngài cho biết tuy này là chốn rừng sâu u minh, nhưng mà trong đó có vàng. Hỡi bá tánh gừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đền vàng. Và ngày không ngớt khuyên dân chúng hãy ráng tu để sau xem báo ngọc ấy. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Ngài quả quyết trong ruột năm non ấy có lâu đài. Rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền noi tục cổ, tới thời thượng cổ điểu hòa mai. Và ngài cho biết lâu đài ấy sẽ lộ nay mai. Lâu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh sớm tỏ bày, khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Mà khi lâu đài lộ vẻ rồi, thì chừng ấy sẽ thấy nhiều việc ly kỳ ở năm non, làm cho rồi phận tu mi sau này sẽ thấy ly kỳ năm non. Và những chuyện ly kỳ ấy không chỉ khác hơn là các nước khi thấy đền đài châu báu lộ ra, quá tham mà kéo đến. Lao sao bể bắc non tần, quân phiên tham báo xa gần cũng qua.
tranh phân cho gõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Bởi thế Đức Huỳnh giáo chủ thường khuyên: khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tầm đạo chánh của khùng. Đặng sao xem liệt quốc tranh hùng, đặng sanh sống nhờ ơn chính bệ. Hoặc là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Lại được gần bệ Ngọc Long Sa, coi chư quốc tranh giành châu báu. Hay là hãy mau khuyên sớm chuyên cần, đặng xem chư quốc non tần giành chia. Nhưng đến khi ấy, người hiền thảo thì được giữa kề bể ngọc cát lân, xem chư quốc tranh hùng. Còn người hung ác thì chịu cảnh vợ xa chồng, con lạc mẹ vì cuộc chiến tranh tàn khốc ấy. Thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu, vợ xa chồng bận biểu thê lương. Phong trần dày dạng gió sương, chư bang ham báo hùng cường tranh đua. Còn một cuộc chiến tranh giành xé, khắp hoàng cầu ó ré một nơi. Dòm xem châu ngọc chiều mơi, sao đời không sớm tách đời cõi mê. Tuy biết rằng vì ham báo mà các nước kéo qua tranh giành, gây nên cuộc sâu xé nhau, làm cho lê dân phải chịu họa lây. Nhưng có đến cảnh thê thảm ấy, người hiền đức mới thấy phép màu của Phật tiên thần thánh. Thất sơn lộ vẻ lâu đài, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Bởi vì chính lúc thảm khổ ấy, lúc sanh linh chết thôi vô số kể, các đấng tiên Phật mới hiện ra, mà Đức Huỳnh giáo chủ đã khuyên tín đồ lo tu sau sẽ thấy việc gì trên mây. Tu hành tâm trí ráng chi, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Hoặc là này này lời lẽ gán ghi, sau đây sẽ thấy việc gì trên mây. Chừng đó những người hiền đức sẽ được tận mắt nhìn thấy Phật tiên và lâu đài quốc vương. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc vương. Hay là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Chẳng những được thấy tiên Phật mà còn được xem phép màu của mấy ngày nữa. Thương sanh chúng tỏ bày quá kỹ, hỡi dương trần nên sớm quầy đầu. Đặng sao xem Phật Pháp nhiệm màu, với báo quý đài lầu tươi tốt. Về những phép lạ này, Đức Huỳnh giáo chủ có nói đến nhiều đoạn như: sớm chiều rèn đúc kinh tinh, ngày sau mới thấy phép linh của trời. Những phép lạ ấy sở dĩ Phật tiên hóa hiện ra là để trừ lũ hung nô. Gắn công tu xem nhiều phép lạ, của thần tiên trừ lũ hung nô. Phải có phép Phật mới trừ nổi hung nô, vì chúng nó có tài phép đa đoan lắm. Về đoạn này, sư Phải Bán Khoai có viết: các nước vây phủ tư bề, Phật cùng chư vị nào hề rảnh đâu. Minh Hoàng ngự tại Nam Lầu, Phật cùng chư vị lo thâu phép thần. Còn ông Ba Thới thì viết: mãn nhất thinh các nước đều vô, đầu sơn giao chiến Nam Mô tranh tài. Thập bát quốc vây phủ ở ngoài, thiền chung xuất trận phép tài quan thiên. Đói ngũ long tiền trận nữ phiên, giao chinh tam trận chư tiên lai đầu. Phật thâu phép chư quốc chư hầu,
Quy Lai thiền nội ứng hầu Phật Vương. Và Đức Huỳnh giáo chủ thì viết: Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bửu kiếm mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an bá tánh một lần nạn nguy. Phiên binh bốn phía tứ vi, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì thú ác dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Nhưng khi Phật thâu hết phép rồi, phiên binh đầu hàng bằng cách nào? Ông Ba Thới cho biết, Việt Nam có một vị quân sư thượng chí anh hào, coi 18 nước. Nam triều sao có quân sư, coi 18 nước chư châu phục tùng. Ngày sau nhiều kẻ anh hùng, nghề văn nghiệp võ chí chung không cùng. Vị quân sư ấy đóng một vai trò quan trọng, mà ông Ba Thới cho biết thêm rằng: Hữu quân sư thượng chí anh hào, dạy 18 nước chỗ nào văn thơ. 18 nước tài phép chơ chơ, Phật thâu trả quả ngẩn ngơ chư hầu. 18 nước lai giảng hàng đầu, thường năm cống lễ ứng hầu hớn ban. Chỉ dùng thượng chí mà vị quân sư ấy làm cho tài phép của các nước phải chơ chơ. Về đoạn này, Đức Huỳnh giáo chủ nói rõ cho người đời thấy rằng: Thất sơn tiếng nổ, quy cổ diệt kim. Cửu cổ y nhiên, tình riêng tham báo. Đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi. Chư ban hàng phục. Cũng đồng một ý nghĩa như ông Ba Thới rằng: Khùng mới nói chơi, chư ban hàng phục. Nghĩa là khắc phục phiên binh bằng phương pháp bất chiến. Để bộc lộ tánh cách bất chiến ấy, Đức Huỳnh giáo chủ viết thêm rằng: Anh hố hò khoan, tình tan sự xế, bỏ phế hương thôn. Ác đức vô môn, rồng mây hội yến. Ra đời bất chiến, nổi tiếng từ bi. Lời lẽ gán ghi, thành công em thấm. Có lắm người yêu. Về đoạn này, nhiều người đem so sánh, cho rằng giống một đoạn sấm của cụ Trạng Trình: Phân ngân lòng bắt khởi, nhiễu nhiễu xuất đông chinh. Bảo sơn thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Chắc sao cũng có kẻ hỏi, tại đâu chỉ mới nói chơi mà chư ban hàng phục, chẳng chiến mà thành. Có người giải thích rằng, khi sấm nổ rồi thì súng chay, các vũ khí không còn hiệu lực nữa. Trong lúc ấy, chỉ còn đấu bằng phép hay đấu chí. Xưa nay, sở dĩ có chiến tranh, nước khai hấn bao giờ cũng có nhiều mưu mô chiến lược bí mật. Chắc chắn rằng bên địch không lường nổi. Này nước Việt Nam có một vị quân sư thượng chí, có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Ngồi một nơi mà thấy xa, nghe xa biết cả ý muốn của người nữa. Thử hỏi khi chiến lược của mình mà người biết, điều toan tính trong lòng mình mà người ấy lại hay, còn ai có gan dạ nào khai chiến chẳng đầu hàng chớ.